Rồi, cả chào cả nhà. Cái này là cái cây của anh Sáng mà cách đây 5 năm Thắng đã hỗ trợ anh chuyển giống lại từ một cây giống nghiêng chuyển thành một cây giống trật lắc. Cái đây là một cây linh sam song hình lớn nhất từ trước tới giờ mà Thắng được chiêm ngưỡng và rờ mó sửa soạn và giúp hỗ trợ nó. Vừa rồi sau 4 năm thì anh Thắng anh có đưa đến cuộc triển lãm ở Suối Tiên vừa rồi để mà cho anh em chiêm ngưỡng, nhưng cái bộ chi tàn của ảnh làm nó không có đạt yêu cầu nên Thắng đề nghị là xin chuyển về nhà để mà hỗ trợ anh Thắng là nuôi lại bộ chi tàn. Thì tính ra nếu mà bữa nay là coi như chắc chưa được năm mà từ cái bộ chi tàn ở Suối Tiên đem về bây giờ Thắng nuôi được như thế này rồi đây đó. Thì ngày trước thì anh không hiểu cái quy cách nuôi để sửa, thành thử ra là coi như là anh cứ anh ra tới đâu anh ngắt tới đó nên nó thành cái cùi luôn. Bây giờ là coi như qua mới thời gian rất là ngắn nhưng mà bộ chi nó được như thế này rồi đây, nó chuyển ra đó đó. Thì những cái chi này, những cái chi nhỏ trong này ngày xưa là anh để hết mà anh không đưa cái này nó thẳng ra, nên cuối cùng là thắng về thắng nuôi là thắng chuyển ra hết và thả không có một sợi kẽm đâu cả đây đó, không có một sợi kẽm nào cả và nuôi những cái chi đó bây giờ nó lớn này đó, trong thời gian rất là ngắn. Tùy vì cây nào nó rất cái bộ rễ nó rất là khỏe đó. Cây này nó đặt một cái chuẩn gọi là rất là chuẩn, đường kính của cây là ở gốc là nó khoảng cỡ là 35 đường kính, nhưng chiều cao cây này nó chưa tới cỡ 1 mét à đó. Nhìn nè, giờ sáng nay thì ảnh xin đưa về chư xe, anh thử Thắng muốn quay lại để mà nhớ lại trong những ngày tháng mà chăm sóc nó này. Và bên cạnh nó thì Thắng cũng tại vì hiện giờ là cái cây này để ở khu vực này anh em này, nhà của người con à, ở đây không đủ nắng nên bữa trước Thắng để 9-10 cây nha, bây giờ nó không đạt Thắng chuyển về hết. Bây giờ hiện giờ ở đây Thắng chỉ để khoảng cỡ 6 cây à. Đây cũng là một cái cây tương đối đẹp, giá rất là rẻ, hàng Việt Nam giá rẻ, cây sợp đó. Và bữa nay cây sợp này trái rất là nhiều, nay mình nhìn đó. Cây sợp dáng thác đổ cái phôi này ngày xưa mình mua là 1,5 triệu, nuôi sau 8 năm thì được cái bộ chi như thế này. Và cây này bữa trước ở Suối Tiên đây, bữa nay nó tươi tốt hơn. Đây, cây này cũng là một trong những cây mà Thắng thích. Đây là cây linh sam nguyên bản của Ninh Thuận luôn, không ghép. Lá nó cũng rất là đẹp nhưng mà nếu hoa nó không được đẹp lắm thôi. Đó. Và bên cạnh đó những cây này là những cây mà Ninh Thuận ghép song hình. Đây cũng là một cây. Và cây này cũng là một cây rất là ân ý trong cái quá trình rèn luyện của Thắng đối với cây này khoảng cỡ 10-15 năm. Đây là một trong những cây mà Thắng thích. Cây này là cây ghép anh em. Giống nó là cây Ninh Thuận, nhưng mà Thắng ghép như vậy là trong nay như vậy là trên 10 năm. Cây này nếu ghép tính là thời gian tôi luyện cái phôi xong rồi ghép thì khoảng cỡ cây này nó khoảng tuổi thọ khoảng cỡ chừng tuổi chậu khoảng cỡ 15 năm. Từ 2005 biết giờ. Thì hỏi anh em có hỏi là coi như cây Ninh Thuận giống linh sam song hình ghép vô Ninh Thuận có bền hay không, thì hiện giờ là Thắng sử dụng cây này, nuôi dưỡng cây này là coi như là 15 năm rồi mà vẫn cứ nhìn thấy tươi tốt hoài đó.
Thì như vậy là coi như bên hay không nữa thì tháng chưa biết, nhưng mà hiện giờ là những cái cây mà ghép mà lâu á là coi như tháng nuôi được 15 năm vẫn bình thường và tươi tốt như thế này. Nếu nhìn mà quen thì mới biết nó là cây ghép, còn nếu mà chưa quen thì nhìn là cứ tưởng nó là cây lên sông Hinh thôi đó. Đó, thấy chưa? Rồi anh em thấy sao? Đó, buổi sáng chiêm ngưỡng mấy cái tác phẩm này là bữa trước là Thắng không có ở nhà. Và chút nữa là anh sáng anh sẽ xuống anh nhận cái cây này, rất cũng rất vui là coi như đã tạo được cái tổng thể của nó tương đối dễ nhìn. Ha. Và buổi sáng Thắng giao lưu với anh em 5-10 phút cho nó vui ha. Và bây giờ Thắng xin tạm biệt, hẹn hôm sau nha. Rồi. Rồi, xin chào. Đó, giờ chủ nhân vô xem cây đây rồi phát biểu cảm tưởng thử sao. Mấy tháng rồi, từ ngày mà xuống tiền giờ. Hả? Tháng 11. Bây giờ là tháng mấy? 6. Tháng 6 thì mấy tháng? Tháng 5. Tháng 5. 5 tháng, 6 tháng. Mới có 5 6 tháng thôi. Đó, mà em đứng em coi thử, em bây giờ em thấy coi như em phát biểu thử coi như là nó có gì khác không? To quá. Hả? Khác không? Trong lúc mới có 6 tháng. Thấy không? Hồi nãy anh nói là chắc không biết nhớ chắc hơn cũng gần năm rồi, nhưng mà thiệt ra chưa tới. Mà bây giờ em nhìn em thấy cái cây của em thử sao. Đó, sau 6 tháng từ số tiền về. Đó, em nhìn qua. Nó có cái sự khác biệt gì em nói đây coi nghe. Nói đi. Khác biệt gì nói đi. Có sự khác biệt gì? Nó giảm ra được, ngày xưa để cắt cũng giống quá. À đó, thành thử ra rõ ràng là em sai lầm khi nuôi phải không? Thì như vậy bây giờ trong trường hợp này nè. Đó, bây giờ nó ra như thế này. Anh giải thích cho em nè. Đấy, nó ra như thế này để anh em coi này. Đó, nó ra chi như thế này, nó sẽ đẻ chi ra. Một chi. Phải không? Ra thành hai chi. Chi ra đây á một chi thứ cấp. Cấp thứ 1. Bây giờ tới cấp 2 á thì nó ra hai chi nữa. Rồi cấp 3 nó ra hai chi nữa. Em thấy không? Từ một chi nó ra 8 chi thì lúc đó cái này nó bắt đầu nó sẽ dựng lên. Đây nè. Cái này là nó sẽ dựng lên. Nó không còn nằm nữa mà nó dựng cái xương này nó dựng lên. Đó, mình nhìn thấy nó dựng lên này. Thấy chưa? Nó dựng lên rồi sau đó thì mình mới bắt đầu mình cắt đây. Đây nè, em nhìn này. Đó, sau đó mình mới cắt thế này. Đó. Lấy cái kéo. Đây. Sau đó mình mới cắt thế này nè. Cắt này, cắt này. Đó, thì lúc đó mình mới có bộ tán thì mình thiết kế bộ tán như thế nào thì sau này mới tính. Bây giờ em thấy này, đây một tán này. Thấy chưa? Đây một tán này. Đây một tán này. Đó, thế từng tán. Bây giờ em không có đụng gì tới hết, mà nhất là bây giờ hiện giờ là trên cái phần ngọn này nè. Là nó yếu. Yếu ngọn thì em phải quấn dây trên cái đầu ngọn này em dẫn lên. Cái ngọn đó nó lên ít nhất nữa bằng ngón chân cái trở lên. Thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện tán, bây giờ em cứ quấn thẳng ra, đưa lên. Mà anh em thấy mới có 6 tháng thôi. Em thấy nó có sự khác biệt. Khác biệt ở đây không phải là do cái cây khác biệt, mà do cái cách kiểm tra của mình. Kiểm soát. Thị sát và cái cách định hướng cho nó. Chính cái chỗ đó là cái mà coi như làm cho em là cái cây của em là thời gian quá lâu mà không thành. Hơn nữa là em để ý là cái bộ rễ của cây này so với cái độ già của cây thì bộ rễ cây này nó quá nhỏ. À, thành thử ra ví dụ chẳng hạn như cái rễ này. Này, nó 1, 2, 3, 4, 5 cái rễ này. Cái rễ này nó hợp lý này. Nhưng cái 5 cái rễ này nó không hợp lý thì 1, 2, 3, 4 cái rễ này phải bỏ. 4 cái rễ này nè, 4 cái rễ đây. Bỏ hẳn luôn. Kéo cái rễ này ra. Em hiểu không? Ra đây nó không có lớn đâu, em đưa nó ra ngoài này nè. Ra ngoài miệng chậu em đưa xuống. Nuôi như cái cách nuôi dương của người Indo vậy đó. Thì cái rễ này nó mới lớn. Nó lớn rồi đó. Thì lúc đó nó mới cân đối với lại cái thân. Tức là bây giờ em về em để cái chậu này để trên một cái chậu khác.
cái chậu thứ hai rộng ra, hoặc là em để đất, rồi những cái chặt cây, cái rễ nào muốn lớn em đưa nó ra ngoài, em cắm xuống đất thì cái bộ rễ nó mới lớn. Anh lấy ví dụ chẳng hạn như là 1, 2, 3, 4, 5 cái, 5 cái rễ này, em không thể để 5 cái rễ này lớn hết được, mà em chỉ chọn 2 cái thôi, cái này thì em đưa 2 cái này ra ngoài. Cái này em không đưa, em cứ để yên đó, em đưa 2 cái này ra thì tự nhiên tự dưng là 2 cái rễ này nó lớn, còn những cái rễ này từ từ nó nhỏ lại. Thì lúc đó em sẽ thấy em có cái bộ rễ nó cân đối với cây. Bây giờ cây già mà rễ non. Đó, thành thử năm thì bây giờ mình mới hỗ trợ cho nó bằng cách để làm sao cho nó lớn. Đây, lấy ví dụ bây giờ em nhìn này. Em nhìn đây này. Em nhìn mấy cái rễ này, đây. Em nhìn qua đây em thấy này. Cái rễ này là hợp lý. Nhưng cái rễ này là không hợp lý này. Em nhìn thấy nó non không? Đó, những cái rễ này là phải bỏ. Nhưng bây giờ chưa bỏ. Bằng cách mình đưa cái tạo điều kiện để cho những cái rễ này nó lớn. Xong rồi mình phải cắt cái này, còn bây giờ cắt là nó thiếu dinh dưỡng. Ví dụ chẳng hạn như cái rễ này thì em phải nuôi cái rễ này nó lớn này, để cái chân rễ này nó ra đây. Đó, cái rễ này nó phải lớn. Còn những cái rễ này không cần lớn thì sau đó mình nuôi cái rễ này lớn thì tự dưng cái rễ này nhỏ, sau đó mình phải lọa nó bỏ nó thôi. Không sao hết. Bây giờ chưa bỏ. Thì cái cách nhưng mà bây giờ kéo nó ra thì nó bị cong lên. Đâu có không, em dỡ cái chậu cao lên một khoảng cỡ một tấc. Dỡ cây lên. À. Xong đó em dừng cái nhựa lên, cái nào ra thì em đưa ra ngoài, cái rễ nào em muốn đưa ra em đưa ra ngoài. Em đưa ra ngoài cho nó cắm xuống cái chậu thứ hai ở ngoài. Thì những cái rễ đó nó sẽ lớn. Bây giờ em cứ coi những cái clip hoặc là những cái hình ảnh của những cái cây dương á, hoặc là những cái si mà người Indo họ làm. Tại vì em không trực tiếp thấy, còn họ không có rễ, họ phải nhớ rễ nó ra. Còn bây giờ mình có rễ mình chỉ kéo ra. À, kéo ra thì họ không có, họ phải nhớ cho nó ra rễ. Đó, đó, nâng lên. Thì cái bộ chi này em phải nuôi ít nhất chừng này sang năm. Rồi anh lên, em chỉ cho anh tiền xe thôi, anh lên rồi anh làm cho em. Chỉ lên đi, tiền xe tiền xuống thì 500 ngàn đủ rồi. Ăn bữa, ngủ bữa thì coi như chưa tới 1 triệu mà. Không, phải tính chứ, phải có tiền mới đi lên được chứ. Không, ăn ngủ thôi nha, không ăn chơi nha. À, là nó sẽ đẹp thôi. À, thì bây giờ là coi như là anh bàn giao. À, rồi ít lúc này sẽ gặp nó nữa. À, thì đó là anh em nói cảm nhận của em đi đó. Rồi xe mặt nha, nói cảm nhận của anh em đi, rút kinh nghiệm sau. Đây 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 sau khi là gửi bánh xích ra chút anh Trần Thắng 6 tháng. Thì hiện nay cây nó đã thay đổi thành một cái thế khác. Khác cái chỗ là ngày xưa mình nuôi á là tập trung không có để cho nó vươn tay vươn cành. Được. Mà cái cắt mít thành ra nó không có cái bộ tay tàn, nó không có. Bây giờ mới có 6 tháng thì bây giờ cái bộ tay nó đã định hình. Em có tưởng tượng là coi như 6 tháng nó được dài đâu. Phải không? Nhanh, nói chung là nhanh, quá nhanh. So với lại cái cách nuôi truyền thống của cá nhân. Rồi vậy thôi, hẹn trở về chia xe rồi cái là anh em mình sẽ chỉnh sửa nó lại lần nữa, đúng không? Chào cả nhà. Đó cũng là một cái kinh nghiệm của những người mà có cây quý cây quá, quý cây quá mà để không cho nó lớn, cuối cùng là coi như là nó không đạt yêu cầu. Giờ này là coi như anh Sáng đã thức tỉnh rồi, phải không? Rồi, cảm ơn em. Rồi chào anh em nha.